ngọn núi đằng kia mà. Đằng kia là núi non hùng vĩ. Ở đây là biển bạc ngàn. Thiên nhiên quá là đẹp. Nhưng bên đây thì khác, đang bị chặt phá cây cối, sang bằng hết rừng đước ngay chỗ này luôn rồi, để phục vụ cho những dự án của con người. Khủng khiếp không? Ở dưới đây là cảng Vidan, nhà máy xí nghiệp ở dưới đây nó mọc lên như là nấm vậy đó, thì bao nhiêu chất thải độc hại nó sẽ thải ra sông. Sông này là chảy về biển, đây là cửa biển.